Thưa cô bác anh chị, lúc này thì Sài Gòn rất là sẵn mưa. Đây đang là góc đường Lương Nhữ Học cắt mấy đường Phạm Hữu Chí. Tuấn Dương sẽ đi ra đường Thuận Kiều, góc Phạm Hữu Chí với Thuận Kiều. Đây đang là phường 12, quận 5. Ngày hôm nay thì có chuẩn bị dư một vài phần quà thì cũng gửi tặng cho bên hội người mù để tặng cho những cái hội viên khó khăn mà không di chuyển được. Theo cái nguyên tắc thì Tuấn Dương cũng vẫn muốn là tặng cho các cô chú anh chị mà tới trực tiếp để lãnh được. Tuy nhiên thì thường thì hội nào cũng có một vài những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả mà lại bị khiếm thị nữa, không đi được. Nên là cũng có gửi tặng thêm là 3 phần. Đây đang là góc Nguyễn Chí Thanh cắt với Thuận Kiều. Nước mưa lại rơi bắn vào ống kính. Ngày hôm nay thì đường phố Sài Gòn đã vắng hơn ngày thường rất nhiều rồi các bạn. Người dân đi chơi lễ, một số người thì ở nhà. Đây đang là con đường Lê Đại Hành hướng về phía giao lộ Lê Đại Hành cắt với 3 tháng 2 và đường Lãnh Đình Thăng. Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Vĩnh Viễn, quận 10. Ngày hôm nay thì trong buổi chiều Sài Gòn lại đón một cơn mưa rất là lớn luôn. Và lúc này Sài Gòn thì rất sẵn mưa nha các bạn. Hồi nãy là một cơn mưa hối hả, mưa như chút nước. Bây giờ thì đã ngớt mưa một chút rồi. Và Tuấn Dương đang có mặt ở góc Nguyễn Tri Phương cắt với đường Vĩnh Viễn. Bây giờ mình sẽ quẹo phải hướng đi về đường 3 tháng 2. Nguyễn Tri Phương là một cái tuyến phố chuyên về ăn uống. Ở đây có các cái tiệm như đây là tiệm chè này, rồi điểm sấm Hồng Kông này, lẩu Hồng Kông này, rồi gà ta Tú Anh, các cái tiệm thuốc. Đây đang là cổng chợ Nhật Tảo. Cái chợ này đó các bạn là chuyên bán rau củ quả. Rồi kế đó là quán hột vịt lộn, ốc len xào dừa, mấy cái quán nhậu. Ở đây những cái xe bán hàng rong đó. Đi vô cái hẻm này là chúng ta có thể đi được vào trong cái con đường cái con đường này là có thể đi vào chợ Nhật Tảo này các bạn này. Mình sẽ đi vô cái con hẻm này để cô bác anh chị được biết. Đó, xe
này bán kem cứ leng keng hẻm này là đi vào chợ Nhật Tảo hay còn gọi là chợ Gia Bà Bầu đó. Đây là hẻm 414 Nguyễn Tri Phương thưa quý vị và các bạn. Bình thường thì hàng ngày ở đây cũng buôn bán rất là đông. Mà buổi chiều này các bạn ơi, chợ nghỉ hết này. Còn nếu mà cái lối này là chúng ta đi ra hẻm 373 đường Bà Hạt. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ tiếp tục đi ra đường Nguyễn Duy Dương. Cũng muốn gửi tới các cô chú anh chị những các cái hình ảnh các con hẻm ở Sài Gòn ngày mưa. 353 / 35 Nguyễn Duy Dương. Tuy là trong hẻm thôi các bạn ơi, nhưng mà những cái nhà ở đây cũng rất là đắt, cũng mắc tiền lắm, không phải là dễ mua đâu các bạn. Đây, lối này thì chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Duy Dương. Đây, bên bán các cái loại ốc len, nghêu sò, ốc hến. Đây một chút trước cổng chợ. Đấy, bà bán các loại ốc, ốc len xào dừa, nghêu. Rồi mình sẽ tiếp tục đi con đường Nguyễn Duy Dương. Chợ chiều. Các bạn nhìn cái bầu trời, một bầu trời có lẽ là sẽ chứa rất là nhiều nước. Đây là ngã tư Vĩnh Viễn cắt với Nguyễn Duy Dương, và hướng này đó thưa quý cô chú anh chị là chúng ta sẽ đi về con đường giao lộ giữa Nguyễn Duy Dương rồi đường Hòa Hảo và Ngô Gia Tự. Trời mưa, thời tiết khá là mát mẻ. Đây phía bên trái này thưa cô bác anh chị là trường trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh này. Rồi kia là các cái lô chung cư Minh Mạng cũ thì bây giờ đã xây dựng mới lên thành những các cái lốc chung cư mới. Chúng ta sẽ quẹo phải, mình sẽ đi vào con đường Nguyễn Chí Thanh. Và đây đang là ngã 6 Nguyễn Chí Thanh thưa cô bác anh chị. Ở con đường này thì chuyên bán các cái đồ gỗ nội thất, bàn, ghế, giường, tủ, sofa. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cũng có khá nhiều cửa hàng đóng cửa, không có kinh doanh, người ta nghỉ lễ các bạn ạ. Đó, những chiếc xe buýt vẫn hối hả chở khách. Xe buýt tuyến 150 là chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đi, hình như là đến chợ lớn thì phải. Cái cây dầu nó rớt các cái quả có cái hình trong chóng xuống. Còn trước mặt cô chú anh chị đây đang là ngã 6 Nguyễn Tri Phương này. Có cái tượng đài An Dương Vương, Thánh Tổ Công Minh. Nhưng mà ngay lúc này thì
nó đang được trùng tu lại, rào chắn lại để làm mới. Đây đang là ngã 6 Nguyễn Tri Phương các bạn ạ. Rồi, mời cô ba anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Đây một cái con đường mà Tuấn Dương rất thích di chuyển qua. Đây mình sẽ dừng ở đây một chút xíu trước khi mà đi tiếp. Đây bây giờ mình sẽ đi vào con đường Ngô Gia Tự cắt với Nguyễn Chí Thanh. Đây là một con đường rất là đẹp này các bạn này. Lá vàng rơi. Ngày hôm nay thì buổi chiều trời mưa nhưng mà trời quang mây tạnh. Đường phố như được khoác một cái chiếc áo mới. Đó, nhiều nhà bắt đầu rửa sân vì lá cây rơi rụng rất là nhiều. Ở hướng này đó các bạn là chúng ta sẽ đi về phía nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Cô bác nhìn thấy ngôi nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn này nhìn rất là đẹp. Đây là khúc nút giao Ngô Quyền cắt với đường Hồng Bàng. Những các cái vũng nước còn đọng lại, sót lại ở trên đường. Phía bên kia các bạn là chung cư Xóm Cải. Mời cô ba anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Đây chúng ta đang đi vào con đường Hồng Bàng. Đây phía bên tay phải này là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch các bạn ạ. Đó, số 120 Hồng Bàng, phường 12, quận 5. Rồi còn bên kia đường đó thì là đại học xin lỗi, bệnh viện Đại học Y Dược. Ở kế đó là Đại học Y Dược. Tới đây thì chúng ta sẽ gặp cái ngôi trường có tên là trường Trung học phổ thông Hùng Vương. Đó. Lá cây rơi và phía trước là đọng nước luôn này. Nhìn như một cái ao luôn ở trước cổng trường. Có thiếu nữ soi bóng xuống dưới mặt nước. Rồi mời cô ba anh chị cùng đi tiếp. Đường rất là đẹp luôn. Lúc này thì thời tiết mát mẻ, mình đi thì mình cũng muốn hít sâu, hít thêm những cái luồng không khí mà
trong lành. Còn bên này là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đây các bạn, Đại học Y Dược. À, lúc này đường thì lại bắt đầu đông xe một xíu rồi. Ồ, đây này có cái laptop hay ghê á. Có cái túi đựng mà có hình có dạng như là đeo cái bảng LED luôn. Đây góc Lý Thường Kiệt cắt với Hồng Bàng. Đây Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Triệu Quang Phục. Ở đây thì có cái cổng phụ của trường Trung học cơ sở Hồng Bàng. Ngày xưa anh Chô Mì anh nói là anh học tại cái ngôi trường này. Ngày xưa thì được ông nội chở xe đạp đi học, đưa đi đón về. Đây chúng ta đi vào góc đường Phạm Hữu Chí cắt với Triệu Quang Phục. Cơn mưa ở Sài Gòn rất lớn luôn các bạn, nên là cô bác anh chị nhìn thấy là lá vàng nó rơi rụng. Mấy ngày trước thì các công nhân ở công ty cây xanh đã phải cắt những các cái cành hư hỏng để tránh trường hợp là mưa to gió lớn thì sẽ làm rơi rụng những các cái cành cây xuống gây nguy hiểm cho người đi đường. Ra tới đây thì chúng ta sẽ gặp giao lộ Thuận Kiều cắt với đường Phạm Hữu Chí. Rồi Tuấn Dương sẽ quẹo phải. Mình đi về giao lộ Nguyễn Chí Thanh cắt với Thuận Kiều. Rồi phía bên tay phải đây đang là cái cổng số 3 của bệnh viện Chợ Rẫy này các bạn. Phía bên tay trái là hệ thống các nhà thuốc. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nhiều nhà thuốc đóng cửa. Nhà thuốc thì những cái ngày mà bệnh nhân ở các tỉnh lên nhiều đó thì người ta xếp hàng mua thuốc đông lắm các bạn ạ. Rồi đi tiếp. Đây chúng ta sẽ gặp giao lộ Nguyễn Chí Thanh cắt với Thuận Kiều. Khúc này vẫn là đường Thuận Kiều các bạn ạ. Ở đây có một cái nhà họ gọi là nhà vĩnh biệt. Thôi mình không có quay cái căn nhà đó. Nó là một cái nhà xác. Cơm tấm Thuận Kiều cũng một cái thương hiệu của ăn khá là ngon. Rồi tới đây thì có một cái quán hủ tiếu ở trong hẻm cũng ngon lắm, mình cũng quên mất tên rồi. Cái nước mưa thì nó đọng lại ở trên mặt đường tạo thành cái vũng nước. Rồi hướng này thì chúng ta sẽ đi về 3 tháng 2. Quẹo trái này là sẽ đi vào chợ Thiếc này các bạn này. Đường phố sạch sẽ, mát mẻ. Đi như này đó các bạn, mình chỉ muốn hít một hơi thật là dài, thật là sâu. Vì lúc này xe cộ ít và không khí trong lành. Cũng lâu lắm rồi Sài Gòn mới có được một cái buổi chiều yên ả như vậy. Qua video clip này, Tuấn Dương cũng xin gửi lời cảm ơn tới các quý khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay đã đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ Tuấn Dương. Cảm ơn chị Annie cũng luôn ủng hộ hành trình, hỗ trợ Tuấn Dương trong cái lúc mà xăng xe cộ đắt như thế này.
bây giờ đổ xăng rất là hao. Ngày xưa đổ một bình xăng thì chắc là đi được 3-4 ngày. Bây giờ vẫn đi 3-4 ngày, nhưng mà bây giờ 3-4 ngày thì lại với cái số tiền đó là chúng ta phải chi gần như gấp đôi. Rồi, Tuấn Dương sẽ đi về phía khu vực Đầm Sen. Đấy, nhiều người dân nghỉ lễ ở nhà, 2-3 người tụ tập với nhau để hát karaoke. Đây là con đường Lãnh Binh Thăng này. Lãnh Binh Thăng chuẩn bị đến cái ngôi chợ ở Phú Thọ. Tuấn Dương sẽ chính thức dừng clip ở ngay ngôi chợ Phú Thọ. Đây cái mặt trước của chợ Phú Thọ ở đây các bạn, 124 Lãnh Binh Thăng. Nhưng mà mọi người mua bán thì thường hay đi cái lối này này, đi vào cái lối là đường Công Chúa Ngọc Hân.